Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy Để Kids Plaza giúp bạn cuộc sống ngày càng hiện đại thì việc chăm sóc vệ sinh cá nhân càng được chú ý và quan tâm hơn, đặc biệt là chăm sóc vệ sinh cá nhân đối với trẻ nhỏ. Và một vật dụng giúp hỗ trợ việc vệ sinh tai mũi một cách hiệu quả nhất không thiếu trong mỗi gia đình đó là một hộp tampon. Đây là một vật dụng khá quen thuộc với chúng ta hàng ngày. Hôm nay Kids Plaza sẽ giới thiệu tới các mẹ 5 thương hiệu sản phẩm tampon hiệu quả và uy tín được nhiều mẹ tiêu dùng hiện nay ạ. Thương hiệu đầu tiên tôi sẽ giới thiệu tới các mẹ đó là dòng sản phẩm tampon của thương hiệu VISA, một trong những thương hiệu độc quyền của hệ thống siêu thị mẹ và bé Kids Plaza. Với sản phẩm thương hiệu tampon, đây là tampon thân giấy VISA, cùng với đó là phần đầu tampon có chứa chất Chitosan. Đây là một trong những chất thiên nhiên giúp kháng khuẩn và an toàn đối với sức khỏe của bé. Ngoài ra thì chiếc hộp được thiết kế với phần nắp bật mở rất là tiện lợi và có thể sử dụng dễ dàng ạ. Thương hiệu thứ hai tôi sẽ giới thiệu tới các mẹ đó là dòng sản phẩm tampon softsheet. Với dòng sản phẩm này giúp hỗ trợ các mẹ vệ sinh tai cũng như mũi rốn của bé một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra thì phần đầu tampon này được chế biến bằng 100% loại bông tự nhiên nên là rất mềm mại và an toàn đối với sức khỏe của bé. Cùng với đó là phần tampon được làm bằng nhựa, không chứa những chất độc hại, an toàn đối với sức khỏe của bé. Mẹ có thể sử dụng lựa chọn loại túi rất là tiện lợi, có thể đút vào túi sách mỗi khi mang đi ra. Ngoài ra thì mẹ cũng có thể lựa chọn mua dạng hộp như này ạ. Thương hiệu thứ ba tôi sẽ giới thiệu tới các mẹ đó là dòng sản phẩm tampon Big Baby của tới từ Nhật Bản. Với dòng sản phẩm này que tăm được làm bằng giấy có độ đàn hồi rất cao, cùng với đó là đầu tampon được tẩm thuốc sát trùng rất mềm mại và không tổn thương đối với sức khỏe của bé. Thương hiệu thứ tư tôi sẽ giới thiệu tới các mẹ đó là dòng sản phẩm thương hiệu tampon Life Baby. Với dòng sản phẩm được sản xuất trên công nghệ và cũng như là nguyên liệu cao cấp, hoàn toàn an toàn đối với sức khỏe của bé. Ngoài ra thì phần đầu tampon có chứa chất Chitosan, đây là một trong những chất thiên nhiên được chiết xuất từ tôm, vỏ tôm, cua, có tác dụng kháng chống khuẩn và chống viêm một cách rất hiệu quả. Cùng với đó là phần tampon được thiết kế với độ dài phù hợp với phần tai của bé, không gây cảm giác đau cho bé khi sử dụng sản phẩm này ạ. Và một sản phẩm cuối cùng tôi sẽ giới thiệu tới các mẹ đó là sản phẩm tampon Tu Lê Baby. Với sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam ạ. Cùng với đó là tampon này giúp phòng chống các bệnh về tai mũi một cách rất hiệu quả, được nhiều bác sĩ tin dùng hiện nay ạ. Sản phẩm cũng được thiết kế dưới dạng túi rất là gọn nhẹ, giúp mẹ có thể mang đi xa một cách rất tiện lợi. Hy vọng với 5 thương hiệu tampon rất là uy tín và được nhiều mẹ lựa chọn tin dùng hiện nay, mẹ có thể dễ dàng vệ sinh cho bé một cách tiện lợi hơn. Để sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng hệ thống Kids Plaza, mẹ có thể truy cập vào website kidsplaza.vn hoặc gọi điện tới số hotline 1900 6090 để được tư vấn, hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kids Plaza xin cảm ơn mẹ và hẹn gặp lại các mẹ.